nhạc đầy đủ thôi nhá. Đó, âm thanh hay màn hình cảm ứng thôi. Đó. Mình xem chân lắc tự động bằng điện này các bạn này. Hoạt động rất là mượt luôn. Dạ vâng, em chào các bác nhé. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe đây ạ. Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành cho bác xem mẫu xe này. Dạ vâng, các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhé. Trước mắt các bác là mẫu xe được mang tên là Mercedes C180, sản xuất năm 2003, số tự động, sử dụng động cơ 1.8 các nhá. Đó, đường cao tốc chỉ 7,5 lít đến 7,6 lít trên 100 cây cả điều hòa các bác nhá. Đó, chuẩn nét luôn ạ. Tại vì cái dòng này bên em rất là hay làm luôn. Toàn bộ đây, phần lốp này, mới cả dàn này, mâm đúc zin nguyên bản, chưa sơn lại luôn các bác nhá. Được mệnh danh là lành và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng mẹ các bác nhá. Xe còn khá chất lượng luôn. Bộ xe BM chào bán mức giá là cũng rất là rẻ cho các bác. Toàn bộ đây. Ở táp ly này các nhá. Nhựa rất là mới luôn. Khá đẹp. Toàn bộ đây. Tất cả trong hóc cửa là sơn zin 100% các nhá. Toàn bộ phần nhựa này. Đó, rất là mới này, đúng không ạ? Khá đẹp luôn. Toàn bộ đây đã độ lên phần màn hình nhé, Android đa chức năng kết hợp cam lùi. Đó, ghế là ghế zin này các bạn. Ghế chỉnh điện đa hướng luôn. Toàn bộ đây những phần nhựa này, các xem này. Còn khá đẹp luôn đúng không ạ? Toàn bộ bên trong này, lỉ nguyên bản. Quá chất lượng luôn. Đây coi nhá. Đó, toàn bộ táp ly đồng đều với nhau. Nội thất ghế da zin nguyên bản của nhà máy từ đầu. Trang bị 6 từ khi an toàn vòng quanh xe, phanh ABS, điều hòa tự động, chốt cửa rộng nhá. Rèm chắn nắng tự động luôn. Xe khá chất lượng. Các em về em mở cánh cửa kia xem. Cho sáng. Hai vùng điều hòa độc lập quá nhá. Đó, đằng sau kìa. Đằng sau điều hòa luôn, rất là nhanh được mát. Nội thất ghế da zin nguyên bản của nhà máy từ đầu rồi các bác ơi. Rất là đẹp và mới luôn. Đúng không ạ? Đó, có chế độ ga tự động nhá. Đó, ga tự động luôn, hai chế trước là chỉnh điện đa hướng, nhớ ghế ba vị trí, vô lăng tích hợp bàn phím. Đó, khá nhiều chức năng an toàn hiện đại. Xe đẹp lắm ạ. Đó, các bác xem từ những phần nhựa này không có bị xước gì đâu, rất là mới luôn. Đó, rèm chắn nắng tự động bằng điện. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đụng không gặp nước nhá. Đó, về cái chất lượng xe em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ ở những cái mẫu xe nhập vào. Xe phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em nhập vào nhá. Đó, đây là ghế điện đây ạ. Vô lăng đây, vô lăng tích hợp bàn phím coi nhá. Toàn bộ đây. Tất cả đây. Đó, tất cả những phần đèn này. Đó, những chi tiết này rất là mới các nhá, những cái phần này sử dụng nhiều nó sẽ bị mờ những ngày luôn. Rất đẹp luôn đúng không ạ? Có 148 triệu thôi. Các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe còn khá chất lượng này rồi. Toàn bộ đây tem mác nguyên bản này. Đó, xe đẹp lắm các ạ. Quá đẹp luôn. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em vào số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhá. Địa chỉ ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên vào cũ toàn quốc các nhá. Đó. Và vận chuyển toàn quốc các nhá. Đó, phí vận chuyển các bác thêm phí cho em nhá. Toàn bộ đây. Khá đẹp luôn. Bên dưới đây ạ. Lốp dự phòng này mới còn rất đẹp. Có kích này. Toàn bộ đây phần nhựa này, các ông nhìn này. Đó, nhựa zin nguyên bản rất là mới đẹp luôn. Nói chung là xe còn khá chất lượng luôn. Phần gầm đấy ạ. Các bác nhìn gầm này. Đẹp không ạ? Quá đẹp luôn đúng không ạ? Với cứng luôn.
quay gầm cho các bác xem này. Dòng này đi rất là êm coi nhá. Em sẽ về bên kia em quay phần gầm bên kia. Đệ gầm đệ. Đẹp chưa? Một cái mức giá thực sự bác là quá rẻ đúng không ạ? Vâng, sau đây em vào em lổ phần khoang máy động cơ cho bác xem nhé. Máy lổ khá êm luôn ạ. Máy lổ êm luôn nhá. Phần màn hình đây, kết hợp cam lùi này, kết căng này. Âm thanh hay, cái nhá, màn hình cảm ứng mà coi nhá, rất là nhiều luôn chức năng luôn. Kết nối như một cái điện thoại luôn coi nhá. Vâng, sau đây em mời bác em xem phần khoang máy động cơ. Máy lổ êm rồi nhá. Máy lổ rất êm luôn. Rồi em đang cầm một tay điện thoại và một tay mở các bô hơi khó một chút. Sao mở các bô cái em ơi? Đây các bác chờ em chút nhé. Mở. Mở cái bô. Thật máy đây coi nhá. Đó, thật máy đây. Máy lổ êm. Khá êm luôn. Đó, nói chung là bên em đã kiểm tra và test thử rồi. Các bác nhá. Đó. Nhưng mà máy thì rất là êm luôn. Toàn bộ đây. Đặt dầu zin nguyên bản này. Cho các bộ xuống nha. Vâng. Đó tổng thành xe Mercedes C180 nhá. Một lưỡi mini tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào. Tạm biệt các bác.